Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn món da heo ghim nước dừa ha. Da heo mình mua về mình rửa với giấm với muối ha, mình cạo cho nó sạch, sau đó mình để cho gáo rồi mình cuốn nó lại vậy nè các bạn. Mình lấy chỉ mình cột hai đầu cho khi mình ghim nước dừa nó sẽ không có bị bung ra tùm lum ha. Lấy chỉ hoặc dây gì cũng được, cái này mình lấy chỉ, mình cột hai đầu của nó lại cho nó chắc, rồi các bạn cứ việc cột tới hết đi là được ha. Này mình cột mẫu cho các bạn coi vậy thôi. Làm cái món này ăn rất là lạ nhưng mà ăn rất là ngon các bạn, nó mềm mà nó béo, ăn rất là ngon luôn á. Mình ăn thịt ăn cá hoài ngán, bây giờ hôm nay mình sẽ chế ra cái món mới mình ăn tạo cảm giác ngon miệng ha. Này mình ăn kèm dưa leo, rau cải, xà lách tự rất là ngon luôn. Nè, cột vậy nè các bạn ha. Xong rồi chúng ta sẽ bắt cái nồi nước sôi lên, mình bỏ vào đây một chút xíu gừng và một chút củ hành, bỏ chừng 2-3 củ hành tím nhỏ nhỏ được rồi. Mình luộc tầm cỡ 10 phút đi cho nó sôi thật là sôi lên rồi mình vớt nó ra. Sau khi mình vớt ra thì mình ướp vào đây củ hành tím với tỏi băm. Rồi cho vào đây một chút xíu muối, một chút xíu bột ngọt, tùy theo của mình nhiều hay ít thì mình nhắm chừng mình bỏ vô ha, mình làm nhiều ít. Rồi một chút bột nêm. Rồi bỏ vào đây một muỗng chanh đường. Rồi mình trộn đều nó lên, ướp tầm khoảng nửa tiếng đi ha. Sau khi nửa tiếng thì chúng ta bắt cái chảo lên, cho dầu vào và cho hành phi, hành với tỏi băm vô, mình phi cho nó vàng lên. Sau khi hành với tỏi nó vàng thì mình mới đổ cái da heo này vô mình chiên sơ nữa các bạn. Mình để vô này, mình chở qua chở lại ha, cho cái chảo mình nó hơi có màu vàng vàng cánh gián đó các bạn, là mình mới đổ nước dừa vô ha. Mình chuẩn bị một trái dừa tươi nè, mình đổ vô đây mình chán chán cái thau luôn, nó vàng vàng vậy nè, nó cạn nước đó, cho nó cạn nước lại là chúng ta mới đổ nước dừa vô ha. Thấy cái chảo không, mép bên tay phải nó hơi vàng vàng cánh gián đó các bạn, khi mình ghim nó sẽ cái màu da heo mình rất là đẹp luôn. Nếu mình sợ khét thì mình chế một chút xíu vô cái chỗ vàng vàng đó đặng cho nó đều ha. Rồi khi đó xong thì chúng ta sẽ đổ trái dừa vô và chúng ta đậy nắp lại, chúng ta ghim lửa ghiêu ghiêu, ghim tới khi nào mà nước dừa nó rút hết vô da heo là được nha các bạn. Da heo nãy mình luộc tầm 10 phút thì nó cũng mềm rồi. Bây giờ mình bỏ đây mình khìa nè, nước nó cạn lại như nè, là mình tắt lò được rồi đó. Cái màu rất là đẹp thấy không, mình không cần để nước màu gì chân, nó cái màu nó rất là đẹp luôn. Vì trong nước dừa nó có cái ra cái màu cánh gián đó các bạn, rất là đẹp luôn. Giờ mình gấp ra cái dĩa mình trưng cho các bạn coi. Cái da heo thì nó rất mềm các bạn, mình ăn thì trong lúc mình khìa cái này thì nó sẽ còn một chút nước, mình đổ nó ra trong cái chén nữa, hồi mình chấm ăn rất là ngon luôn. Với cái món này mình đừng có sắc ra, mình cầm nguyên một miếng vậy mình ăn luôn các bạn, rất là ngon. Mình cầm nguyên một cục vậy đó, mình chấm vô cái nước nè, ăn rất đậm đà, rất là béo, nhưng mà ăn rất là ngon ha. Các bạn thử làm cho gia đình mình ăn đi, rất đơn giản, rất dễ làm, nhưng ăn rất là ngon luôn á. Nó mặn mặn, ngọt ngọt, nó béo béo mà nó dẻo dẻo nữa các bạn. Chúc các bạn thành công nha. Nếu thấy hay hãy bấm like và đăng ký kênh mình, để lần sau mình ra video mới các bạn là người nhìn thấy đầu tiên. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.